Khi có con, mình sẽ xây cho con bé một căn phòng riêng màu hồng. Nhưng cũng không gấp, từ từ làm cũng được. Mình sẽ tự tay may cho con bé một chiếc đầm ren để mặc lúc thôi nôi. Nhưng bận quá, từ từ may cũng được. Con người nói, mình nên đề phòng ung thư cổ tử cung trước khi muốn có con. Nhưng mình nói, để từ từ tiêm phòng cũng được. Khi mà có những dấu hiệu bệnh rồi thì đó đã là những phút giây quá là muộn màng rồi. Phương hy vọng là các bạn nữ, các bạn cũng sẽ có ý thức hơn về bản thân mình, yêu quý bản thân mình hơn. Chúng ta bảo vệ chúng ta còn bảo vệ cho những người thân yêu của mình và cho con cái của chúng ta nữa. Và thực sự bản thân Phương là một người có rất là những cái sự mất mát, đặc biệt là mẹ Phương là người cũng đã qua đời vì bệnh ung thư. Phương hy vọng là các bạn đừng để mọi chuyện quá muộn và mong các bạn sẽ yêu quý bản thân mình. Các bạn nhớ nha.